Rồi, ba con của Hana, Hana và Bruno. Ba nhóc con, nó to như là cho con đến hôm nay là 10 ngày tuổi. 10 ngày tuổi đây. Mắt còn đang chưa hí tí nào. Yên nào Hân em, yên để nhìn con cái. Mắt còn đang chưa hí tí nào. Rồi rồi, ngồi xuống đi. Để anh ngắm con tí. Trời ơi. À, một bên mắt hơi hí rồi này. À. U sổ nó to. To kinh người. Ui sổ nó to. Hơi hé hé một tí rồi. Yên nào, bế em tí. Yên đấy, để bế em bé tí. Trời ơi. Đàn này là siêu phẩm rồi. Nào, cả đực cả cái đều là siêu phẩm rồi. Như nào anh bé tí dễ gì thôi nào Hana kìa, chăm hai hai đứa bên dưới kìa, anh mượn đứa này một tí. Ôi sao. Đây là cái đây, cho nó xuống một tí đi. Rồi, Hana nằm xuống đây cho con nó tí. Đè vào con kìa. To như gì, chưa cân nên là không biết là bao nhiêu cân, to dã man, là đàn cho con khổng lồ. Mà cái đàn này khung của nó sẽ rất là to, khung con chó nó to, bởi vì bản thân Hanna, mẹ Hanna là một con rất là to rồi, còn một con cái khung to rồi. Bố Bruno thì khung rất to và nó chung cái dòng máu của con Hero Wonder Tô Hô He, là một cái con đực nổi tiếng ở trên thế giới, khung rất là to. Đây, người này. Để xem là cái khung của chúng nó như thế nào, chứ như cái đàn cho con này có khả năng là đến giai đoạn mà chúng nó tập ăn sẽ phải hãm ăn. Rút kinh nghiệm của cái đàn của Melsi là cho chúng nó ăn hơi nhiều. Cho chúng nó ăn hơi nhiều, nó tăng cân hơi nhanh. Những cái đàn này thì sẽ để xem. Nào, yên. Nhìn cái
dáng nằm tì này thì đàn này là cái người của nó lớn nhanh, nhưng mà cái tại vì là lúc đẻ ra nó đã to rồi, cho nên đến hiện tại đến bây giờ là cái khung nó cũng đã khỏe, đã tương đối là chắc rồi. Cho con nó bò này, nhìn cái chân của nó này, chân nó duỗi thẳng hay là chân nó xoải sang hai bên, là cái đấy là sẽ biết được là cái chân của nó khỏe hay không. Mẹ cứ thích xoa xoa vuốt vuốt, yên để anh quay con tí. Kìa, gãi 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 đạp vào con. Còn này là đợt này chủ bận cho nên là không có lau người, chưa có lau người được một lần nào, tại vì nó cũng ít con, nó ở nó cũng sạch, nếu mà nhiều con là phải lau rồi, đây là chưa lau người lần nào. Đực này, yên nào, đực này, hai thằng đực cái này, rất nhiều anh em đang chờ cho con mà. Nó không may là ba cái đàn ở cái đợt này thì hai đàn hỏng, thì có đàn Hanna là đẻ đầu tiên thì là Hanna để đẻ ít con cũng gần hỏng nhưng mà chưa hỏng, bởi vì là Hanna mấy hôm đầu là cái thời điểm mà vẫn còn đang thì chạnh chọe với lại con Gina, nên là cái việc đậu thai là nó sẽ bị nó đậu thai rồi nó sẽ rơi rụng bớt, các con chó cái là nó rất là khó khi mà nuôi sinh sản, nuôi nó đẻ rất là khó, là bởi vì là khi các bạn nuôi một con thì nó đơn giản thôi, nuôi một con ổn định thì nó đơn giản thôi, nhưng mà khi nuôi hai con ba con thì lúc đấy nó sẽ là câu chuyện khó, bởi vì con cái lúc nó mang thai mà nó bị xì chét đấy thì nó sẽ tiêu thai dần đi, rụng thai tiêu thai hoặc gì đấy là ảnh hưởng rất lớn đến cái mang thai của nó. Thì đợt này ở cái đợt này là ba con bầu thì mất hai con hỏng, là trong đấy là có con Vinci là nó có do vì cái việc di chuyển nó quá nhiều, nó có một cái sự kiện đột xuất ở trong cái quá trình nuôi, thành ra là phải Vinci phải di chuyển, Vinci phải di chuyển một cái quãng đường dài, quãng đường hơn 800 cây số, và ở cái giai đoạn mang thai lúc đấy là bốn mươi mấy ngày rồi, bốn mấy 50 ngày rồi thì Vinci chết, Vinci mệt hoặc là như thế nào đấy nó ảnh hưởng và nó làm cho nó bị tiêu thai, bởi vì di chuyển ở đây di chuyển bằng ô tô các bạn ạ, nên là cái quãng đường nó không thể có kiểu di chuyển khác, chỉ có di chuyển ô tô thôi. Rất là đáng tiếc. Vinci hy vọng là cái lần tiếp theo Vinci sẽ thuận lợi. Còn Messi thì mấy hôm về để mà tập trung chăm sóc cho Hanna đây, cho ba nhóc con ở đây. Thì Messi ở trên đấy như đã nói chuyện với mọi người rồi, là có xảy ra cái phát sinh cái xung đột nhỏ với Pila với Siro, Bênh Siro thì thành ra là lại căng thẳng hăm hè nhau và cũng bị tiêu thai.
Đấy là cái nuôi khi mà nuôi chó nó mang bầu thì nó sẽ khó khăn đấy, nó khó khăn ở cái đấy. Còn các bạn mà đang nuôi một con hoặc nuôi hai con mà nó hòa thuận với nhau thì ok, yên tâm. Và nuôi yên ở một chỗ không di chuyển thì ok. Thôi dù sao là cũng là còn may mắn để là Hanna có cái đàn cho con đầu tiên này, nó khỏe mạnh này. Và nhắc lại với lại mọi người về cái nhiều người thì hiểu được vấn đề. Một là về cái chất lượng của cái con giống của trại. Hai là cái cách chăm sóc, thì nhiều người hiểu được cái vấn đề ấy và mọi người thấy cái giá của cho con là nó là rất là hợp lý, và mọi người đặt và mọi người rất là kiên nhẫn chờ để có cái con chó con mà nó hợp ý của mình để mình nuôi, thì là ok, rất là cảm ơn mọi người. Còn có nhiều người mà thấy là cái giá nó quá cao, con chó này nó là con chó vàng, con chó bạc này kia, thì đấy, qua cái đợt này thì mọi người có thể hiểu được là để có những cái con chó con, những cái đàn chó con khỏe mạnh tốt thì nó không dễ dàng một chút nào cả, nó rất là khó đấy, chứ không phải là dễ, không phải là không dễ mà nó rất là khó. Thì mọi người có thể thấy được là có mấy con bầu nhưng mà đẻ ra được đàn cho con thì nó lại không phải là cái chuyện đơn giản. Thì nếu mà các cái bạn mà thấy cái giá của nó quá cao thì mọi người cứ tìm hiểu thêm nhé. Bởi vì thực sự mà nói, như bây giờ mà các bạn có nhiều bạn muốn mua cho con còn vẫn đều đang phải chờ. Ở đây là tiện đây thì mình chia sẻ để cho các bạn mà thấy mà cái giá nó đang quá cao theo như các bạn nghĩ thì các bạn suy nghĩ thêm một chút rồi để cho nó mọi thứ, rồi không mua ở chỗ này thì mua ở chỗ khác, nhưng mua ở chỗ nào cũng thế. Còn mình nói với các bạn là như thế nào, là cái con chó Rottweiler này nó càng ở Việt Nam nhiều đời thì về sau nó sẽ dễ nuôi hơn. Tức là những con chó mà nó đã giả sử như nó ở Việt Nam đến đời thứ 5, thứ 6 rồi thì nó sẽ dễ nuôi hơn vì nó thích nghi khí hậu. Còn những con giả sử như Hanna này chẳng hạn, hay là một dàn chó của nhà mình, thì nó đều là những con bố mẹ nhập về, hoặc là giả sử như là đàn chó con này đi. Giả sử như đàn chó con này thì là con của Hanna này, Hanna là bố mẹ nhập về nhé. Nhưng đàn chó con này thì cũng là con bố của nó là nhập về, và Hanna thì là ở cái đời đầu tiên bố mẹ nhập về. Thì đàn chó con này nó sẽ khỏe hơn Hanna về cái thích nghi khí hậu Việt Nam rồi. Nhưng mà nó sẽ không thể khỏe như như những con chó mà nó ở đây đến 7 8 đời. Còn tất nhiên là nếu mà nó con chó nó ở đây đến 7 8 đời thì đặt một vấn đề ngược lại, nó thích nghi khí hậu, nhưng mà liệu trong cái 7 8 đời người ta nhân giống, người ta có định hướng gì không, hay là cứ đẻ ra. Cứ đẻ ra con chó con thì người ta giữ lại người ta nuôi, hoặc là người ta bán cho ai đấy, và nó chả có một cái định hướng và nó chả có một sự đánh giá nào cả. Nó để gọi là hoàn toàn tự nhiên, thì khi ấy thì nó cái con chó nó bị khác đi so với con chó lúc đầu đưa về rồi. Bởi vì cái bất kỳ một cái nhân giống nào nó phải có một cái định hướng. Nó phải có một cái tiêu chuẩn. Chứ không thể đẻ ra cái con chó nó kém, nó chả có, nó thua xa, nó khác hẳn con chó bố mẹ rồi, nó cũng thành con chó giống thì không được rồi. Thì cái đấy là cái câu chuyện là nuôi sinh sản đấy, chứ nó không phải câu chuyện nhân giống. Nhân giống là nó phải là sinh sản, nó phải có định hướng và nó phải có tiêu chuẩn thì nó mới là nhân giống. Thì đấy, để chia sẻ một chút về thêm về cái vấn đề là cái giá cho con và cái việc chăm cho con nó không hề đơn giản. Và tiện đây thì mình cũng nói luôn là về rất nhiều bạn hỏi về cái việc là mình nói sơ qua luôn, rất nhiều bạn hỏi về cái việc là mua chó cái của trại, trại có bao đầu ra không. Thì thực ra mà nói đây, mọi người nhìn cái số lượng chó con của trại sinh sản ra
nó không có nhiều đâu. Thì tất nhiên là các con chó cái về sau của trại trại sẽ hỗ trợ hết mức về cái đầu ra. Có thể nói là nếu các bạn cứ chăm các con chó con chăm chuẩn dinh dưỡng và theo hướng dẫn của trại, lịch phối giống cũng như là lịch sinh đẻ, tức là mình không muốn là một cái con chó nó bị khai thác quá mức, nó phải có thời gian đẻ, nó có thời gian nghỉ. Tùy hoặc là nó tùy và thuộc vào cái cơ thể của con chó mẹ. Cho con chó mẹ đi nó lưng nó lắc lư, lưng nó lỏng rồi, con chó mẹ người nó mệt rồi vẫn bắt nó đẻ thì là mình không đồng ý. Thì trong cái trường hợp mà các cái bạn mà nuôi chó cái mà các bạn nuôi theo như là cái tư vấn hướng dẫn của trại thì tất nhiên là trại sẽ hỗ trợ bao đầu ra cho tất cả các đàn chó con thôi. Bởi vì thực ra mà nói là mình chỉ có mong làm sao để mà mọi người mà nếu mà có mua nuôi cái con chó cái của trại thì mọi người làm sao cho nó đẻ thật là tốt à. Nó đẻ ra con nó khỏe khoắn rồi nó đẻ ra nó thuận lợi, nó đẻ ra nó nhiều con. Để mà những cái người yêu thích các cái con chó giống theo cái kiểu của trại thì mọi người có cơ hội mọi người mua. Bởi vì nó ít chó thì nó khó mua và chờ rất là lâu. Thành ra là chỉ mong là các bạn mà có nuôi chó cái của trại thì các bạn nuôi thật là tốt vào, còn đầu ra thì các bạn không phải lo đấy. Trong cái trường hợp các bạn cứ nuôi chuẩn theo như là trại mình hướng dẫn và đảm bảo cái sức khỏe của con mẹ và con, còn mọi thứ thì trại sẽ hướng dẫn. Thế là về cái vấn đề đấy thì cũng là nói sơ qua để cho mọi người biết là về những con chó cái. Còn các bạn mua con chó đừng yêu sách nhiều quá. Đầu tiên là chúng ta nuôi một con chó là chúng ta nuôi là để làm bạn trong nhà đã. Đến cái đoạn sau của nó thì nó mới là sinh sản. Thế bởi vì là sao mình lại nói như thế? Bởi vì trong trường hợp giả sử các bạn mua vào một con nó rất là tốt, nó rất là khỏe, nó rất là ngoan, nhưng mà nó sinh đẻ nó khó khăn thì các bạn sẽ xử lý nó như thế nào? Nếu các bạn không coi nó là cái con chó nuôi để mà thành viên gia đình, nuôi để mà trong nhà nuôi làm bạn, và các bạn chỉ quan tâm đến là xác định xem nó nuôi để đẻ, thì nếu nó không đẻ được thì các bạn làm sao? Các bạn bán à? Hay là như thế nào? Người ta đã nuôi một cái con chó mà người ta coi nó như là một cái thành viên trong nhà, không phải là trại nhá. Nếu mà trại thì bởi vì là vì lý do chuồng trại, vì lý do cái khả năng nuôi của một người chăm sóc nó có một cái giới hạn về cái số lượng chó thì không thể nuôi nhiều hơn được, cho nên là những con mà nó đẻ nó khó khăn thì có thể là sẽ phải tìm chủ cho nó để nó được yêu thương, nó theo một cái chế độ khác. Nhưng nếu khi chúng ta nuôi gia đình ấy thì chúng ta nuôi có một con hai con thì trong những trường hợp đấy thì chúng ta giải quyết như thế nào? Không lẽ là nó không đẻ được thì chúng ta sẽ ruồng bỏ nó à? Đâu có thể như thế được. Cho nên là đầu tiên là các bạn chọn con chó là các bạn nuôi là các bạn chọn để nuôi gia đình, nuôi làm bạn trước, đừng có nhăm nhăm vào cái việc là con chó nó để sinh sản. Còn tất nhiên là nó đẻ ra, con chó cái thì phải cho nó sinh sản rồi, và nó sinh sản nó đẻ ra thì phải bán cho con, nếu có thì giữ lại một con đấy, chứ làm sao mà giữ lại nuôi hết được. Thì cái câu chuyện cuối cùng nó vẫn là đẻ ra cho con thuận lợi thì bán lấy tiền thôi. Nhưng mà trong cái trường hợp không thuận lợi thì nó dặn lại là ra một cái chuyện khác. Và mình muốn là mọi người mà nếu mà chọn con chó của trại thì mọi người sẽ chọn, mọi người xác định là nuôi con chó làm bạn, con chó gắn kết chứ không phải là chỉ là con chó để đẻ. Các bạn mà những bạn nào mà hỏi cái chó mà mục đích là con chó chỉ để đẻ thì là chắc chắn là mình mà biết mình sẽ không bán đấy, cái đấy mình khẳng định với các bạn luôn. Bởi vì mình chả muốn bán một con chó cho ai đấy mà sau một thời gian ngắn rồi người ta lại bán đi, nhất là những cái con nuôi từ con chó con nó phũ phàng quá. Đây con cái này thì rất nhiều anh em là đã đặt cọc trước rồi, là cũng có phàn nàn về cái việc là sao không để con cái này cho em. Em cũng cọc và em cũng chờ lâu rồi mà. Rất nhiều anh em là mấy anh em ý kiến như thế trong số những người đã cọc. Thì với con cái này thì mình nói là con cái này là mình sẽ để cho một anh ở Hải Dương. Anh này thì anh ấy cọc thì anh cũng cọc khoảng hơn nửa năm thôi, hơn nửa năm nay thôi, nhưng mà tức là cũng không phải là cọc sớm lắm đâu. Nhưng mà anh này thì anh ấy trông chờ và anh ấy hụt mất
hụt mất 3 đàn rồi. 3 đàn bị hụt rồi, cho nên là đàn này phải để cho anh ấy cái con cái này, cho nó khổ cái nó có mỗi con thôi. Còn hai con đực này rất đẹp, chưa quyết định là sẽ để cho chủ nào, sẽ để cho các chủ nghiên cứu. Để cho các chủ nghiên cứu thì chờ khoảng tầm 10 ngày nữa để con cho con nó đi lại, nó này kia, nó mở mắt, nó đi lại này kia thì mình sẽ quay video thêm để mà cho mọi người quyết định. Hai con đực đây. Con kia nó làm gì đấy? À, nó đang vặn ị. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Để cho mọi người ngắm lại con cái này. Nào, Hana. Hana hấp à? Luồn chân vào tay anh, thế thì anh bê làm sao được con lên. Nào. Ok. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Sao nó tối mò mò thế này? Alright, thank you and see you again. Hmm.